cẩn thận bụi cỏ. I love the lingering smoke. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Tiếp tục với series top 1 Theonat Random nha anh em. Rồi, quay trở lại với trang phục Theonat thanh niên về thần nha mọi người. Đấy, là một trong những trang phục mà mình hiện có khá là bát mát tiền luôn nha. Rồi, cộng sự hôm nay XP bên mình sẽ là thằng Guido nè, I am Trường nè. Cũng một XP khá là chất lượng nha mọi người. Bên kia thì kết hợp của thằng giúp và vị tướng Van Heel nha. Thì hai vị tướng ADXB này cũng khá là ok luôn nha mọi người. Nếu mà ranh hiện tại chiến cầu thủ hiện tại thì nếu mà hai cặp này đánh với nhau thì cũng khá là nam nam luôn nha mọi người. Nhưng mà thằng nào đánh hay hơn thì nó win thôi nha anh em. Trận này thì được cái là sức báo em mình đã hỗ trợ nhiều nè, cấu rỉa này. Rồi về thông tin chi tiết bắn ngọc và bắn mũi trợ mình sẽ để phần mô tả của clip này luôn nha. Anh em nào cần thì có thể tham khảo và cho mình một like, một đăng ký kênh nha mọi người. Tuy mình có còn đoán gần đau họng nhưng mà vẫn cố gắng ra clip cho mọi người nha. Rồi thằng Nagarok này nó đạt cái tăng giờ ghê luôn anh em. Đây, đấy, nó đạt tăng ký từ màu nhưng mà thật ra thì mình nhìn trên game thì thật ra nó mới có màu nha mọi người. Chứ thật ra thì trong game này như thế này á, không có thấy màu đâu anh em, mà thấy toàn là chữ không này. Đấy, lúc mà chọn tướng biết tướng á thì anh em thấy nó sẽ thằng Nagarok này sẽ có tăng, nó có màu nha. Chứ còn nếu mà vừa đánh trận này mọi người thấy căng cực kỳ xáo luôn. Qua này ngủ không này, có ngủ không này, hấp không ngủ không này, lùm ngủ không này, đẩy cho ngủ không phế luôn. Nhưng mà ngủ không đâu rồi, nhưng mà tẩu thoát mất anh em. Ôi thằng Ghi Đu mình là lên vào điểm số này, tôi nghĩ ăn được thằng ngủ không, nhưng mà không ngờ thằng Ghi Đu mình là lên vào điểm số mất. Thủ thôi nha anh em, trận này thủ thôi. Thế bọn đang có lợi thế rất là nhiều luôn, bốn thằng như này luôn, có là thằng Ca Hiu bên này nữa. Mình pha lá lên chậm chậm một phát là bị choáng cá của thằng Jeep là mình nằm xuống ngay. Trận này có vẻ phế phế anh em. Rồi bên heo này, đi đâu đấy, thế là cũng choáng đập rồi. Rồi ngủ không này, ngủ không gõ này tung. Có trón thì ngon nha, tập biến của ta ăn trón này, một hàng lên mà lên số này. Rồi về luôn nha mọi người, không được. Anh ngộ này, anh ngộ lên bật lên số này. Và đó thì mình đổi 2 mận nha mọi người, nhưng mình đang bù lại đang được 3 mận nha. Cũng khá là thơm đấy. Đúng một kill cho mình luôn nha. Trận này chỉ trong đầu vào thằng lao thôi nha mọi người. Nếu mà lao mà team này mà nó quét sạch được 5 thằng đó thì cũng khá là ok luôn nha. Còn Ragnarok trận này thì chắc chắn là sẽ đi đây lẻ rồi. Chơi đơn mình, team mình đang có lợi mất lợi thế nha. Trận này team mở cũng khá là trao á, khống chế cũng nhiều. Mà Ragnarok như thế này thì không có ăn được rồi nha mọi người. Hiện tại mình thấy Ragnarok bố cũng khá là tệ luôn. Chỉ có điều là mình cho mình đẩy lẻ thì khá là ok luôn nha. Thằng kêu gót bên mình là đường trên nữa. Ông này cũng hơi phế nha mọi người. Thằng kêu gót lao rồi mới thấy nó xuất hiện nha anh em. Rồi, cũng lao rồi thấy kêu gót xuất hiện trên đấu trường công lý nè. Sau một thời gian ẩn danh thì vị tướng kêu gót này không biết có được làm lợi hay không. Nhưng mà hiện tại mình thấy nó cũng khá là yếu luôn nha, khá là yếu đối với so với những người vị tướng đi top đường hiện tại nha mọi người. Trong thời gian như thế này thì mọi người có dùng chưa hay có rỉa thôi. Kết hợp với thằng Guido với chón là ngon nha mọi người, cứ có rỉa miết. Ui chón ghê quá. Guido bốc hơi ngay lập tức luôn mọi người. Ba cái anti. Nó rất quái đi. Nói hay đấy. Đạt cái tên như thế, bà rùi như thế nhưng mà đánh thì phải đánh cho hai lần nha. Chứ
đánh cả toàn là không có bàn có hai bàn có tên tay của mình đâu. Tên đẹp là khá là pro rồi đấy. Đấy, Ngô Công đấy. Nhà này mình không giống lâu ra mọi người. Sợ Ngô Công mới gõ quá. Mình đã đi vàng chúng với sao ở tay Ngô Công rồi. Định vai đó mình định đi vàng rồi chúng với sao để mình né cái tầm của Ngô Công nha anh em. Rồi về luôn rồi. Giữ trụ mic thôi chứ không giống ra nha mọi người. Đây nó có ba thằng này. Thằng Jeep mình nó chó một phát là không có thời gian mà để ngốp đâu nha mọi người. Rồi tên mình giờ này toan rồi anh em. Quá toan rồi. Lần này phải kéo dài để mình lên full đồ mới được. Anh quá không bị chửi nha anh em. Thế đến chung nhà đây. May butterfly and yorn bring peace to humans. What a wonderful delight. An ally has been defeated. Dragon has been defeated. Smoke is coming. Hay rồi. Cướp được con rồng này, nó có đắp cướp được con rồng này ngon. Có ai mình đang phế mọi người. 100 vàng này. Ngộ Không nó gõ đau ghê luôn. À, giai đoạn giữa game như thế này, tên mình đang bị ép như thế này á, anh em nhé cẩn thận nha. Đi đường cẩn thận chứ không là ấy. Lẽ à, thôi về, cáo rỉ nó thôi. Phế như thế này thì anh đang lên kiểu kiếm nha. Đang lên quy kiếm 100% anh phi một người đang lên quy kiếm nha. Trận này cố gắng lên gánh đêm nha mọi người. Gánh giùm mình đó nó khỏi gáy luôn nha anh em. Mời. Trận này là gánh, nói chung là gánh hơi nạn nha mọi người. Đấy. Tìm mới đang xuống này, tranh thủ về nha, lưu về liền. Ủa, Ngộ Không này. Biết ngay mà. À, thường thường á thì Ngộ Không mới xanh rồi thì nó sẽ đi bác lẻ ở đây nha mọi người. Nhưng mà mình thì mình có là xanh rồi. Như thế này á thì chắc chắn ui á. Anh có chiêu hay check map nha mọi người, chứ không có chiêu hay là lại một đi số rồi. Đấy, thường thường anh như thế này thì chắc chắn là Ngộ Không sẽ nên tìm mình nó bác rồi. Về luôn, Naroc ơi. Mình sợ Ngộ Không quá anh em. Ngộ Không này. Tập biến cho chắc nha, ngủ. Không lên được. À, mày ngu này, chạy được, lấy đi. Rồi có quy kiếm luôn nha. Nấu mất. Và đó mà thằng có hiệu mình lên không lên bỏ lên số anh em. Back Alan. Mình hiện tại cổ vẫn còn đau nha anh em, nên mình tạm thời mình nói ít nha. Anh em thông cảm nha. Khi nào mà cổ mình ổn định đó thì mình sẽ nói nhiều hơn. Tạm thời thì mình ít nói là trong thời gian vẫn bị đau mà vẫn cố làm clip cho anh em á. Mà anh em không cho mình một like á thì khá là buồn luôn nha. Rồi toàn.
been destroyed. Rồi, lên làm lợi nha mọi người. Tại mình đang bị tới tù tới nhà chính luôn nè anh em. Ép, bị ép rất là nhiều luôn nha. Top bên mình thì phế, cực kỳ phế luôn. Hiện tại thì đang cô thủ rồi. Gần 30 show rồi nhưng mà thằng top này nó là đi phá tem nha mọi người. Đấy. Kiểu là nó tát tướng là sao ấy, không biết là như thế nào nhưng mà tại khá là phế luôn nha. Rồi, lụm đây, mày này, ok. Ăn được một em rồi. Ngon rồi nha. Bà này anh em. May butterfly and yorn bring peace to humans. Đấy, anh em cứ đợi xe lầm của tem bọn mà mình chấp cái tay cao thôi nha mọi người. Chấp tay cao thôi, tem bọn mình xe lầm thì mình chấp tay cao mình ăn thôi. Đợi một xíu nữa là tem mình lên nguyên được rồi nha. Không cần phải vội vàng đâu nha mọi người. Tại mình tuy mất một cái trụ đường giữa hả? Nhưng mà thằng này mình vẫn gánh được nha. Không có phế lắm đâu nha mọi người. Tuy nhiên hiện tại mình cũng đang hiện tại là con nhất trong hai tem luôn nha anh em. Tóm mới tóm phần này. Thằng ngồi không bên nó là nó cô nhất nhưng mà nó có tóm mới tư thôi anh em. Tầng này nào được nếu mà... À đây, nè. Ngủ này. Thêm rồi. Đấy, anh em cứ đợi từ cơ mát mẻ thôi, tem nó bây giờ. Tem nó bây giờ không giống tem bận bây giờ xanh nó thì là đi lẻ nha mọi người. Đấy, lụm đỏ nó này. Đỏ mà này, toàn rồi nè. Không bỏ được. Về luôn về hết. Thằng kia 1-9 nè mọi người, nó 1 top nhà lên 1-9 nè. Thôi top ơi là top. Không hiểu nổi thằng top nó lòm về luôn nha mọi người. Phế ơi là phế luôn. Qua đây ghi đâu. Rồi, choáng luôn. Có. Xanh rồi mày, xanh rồi đi lẻ này. Ngộ. Cho luôn. Rồi cho nó chạy. Chạy này, chạy đâu nữa. Cứ xanh lên là anh em cứ bán thoải mái nha. Nên là mọi người bán thoải mái nó không sao không. Không có gì phải sợ hết. Tìm ở đâu mất 3 thằng rồi này. Không bị thằng này mình lên win thôi nha mọi người. Rồi lên hết em. Lên an thôi. Tìm bọn xanh rồi á thì có thích đi lẻ lẻ nha mọi người. Thích đi ăn mòn á là đều cấm kỵ luôn nha. Anh em nào cũng vậy nha. Sau này mà anh em chơi game á mà thấy mà tìm bọn đi lẻ nhiều hoặc là anh em mà thấy xanh rồi mà cứ đi lại á là dễ bị thua lắm nha. Nên em cứ xanh là cứ đi chung. Ép lên nguyên luôn còn sớm còn tốt nha mọi người. Có giúp tinh thần thì mình không có sợ nha mọi người. Cứ chạy được. Có giúp tinh thần rồi, không sợ. Thôi, ngủ không gõ rồi. Thêm giờ này cũng xanh thì cũng xanh á nhưng mà còn hơi ái nha mọi người. Gõ đi, ngon lắm. Rồi trả luôn. Hay rồi. Tại mình lính hàng lính, pha này lính đang đang là dân cô nha. Gõ đi, hai thằng gõ. Hai thằng sát thủ mà không ăn được thằng. Không ăn được ngủ nữa rồi, tôi dở luôn, cực kỳ dở luôn. Gõ đi, chặt đi, có thằng Jeep này. Rồi, ok. Đấy, được có thằng Jeep này, có nó chặt nó hồi máu rất là nhiều luôn. Hồi xưa thằng có này nó. Nó mới ra bị tướng có này, nhưng mà mọi người nó cực kỳ mạnh luôn nha. Một mình nó cân nam thằng lột được ấy. Nhưng mà mạnh quá thì cũng bị phít luôn nha mọi người. Bị nát là bất. Nên giờ này nó cũng khá là phế luôn. Chứ hồi xưa thằng có này kêu gót rồi này. Một mình nó gánh được nam thằng luôn á. Nhiều khi nó gánh luôn cả tem luôn nha mọi người.
Đấy. Rồi anh Seiya là lên win luôn nha anh em. Seiya. Đây nó còn có 3 mạng thôi. Không cần không giống vô đâu. Để cái đôi mình đép lính rồi nó rốc xuống đây nó rốc. Rồi thằng nát này. Thằng nát này chón ghê. Đây này. Nát ơi là nát. Ngủ đây. Tập trung lại nha mọi người. Cứ đứng sau Ghi Đu để Ghi Đu nó gõ. Đại được lính nó lên rồi mình win luôn nha anh em. Đây. Lên Ryuga nha anh em. Đấy. Mình là mình thích lên nhiều Yuga hơn là giúp thiên thần nha mọi người, giúp mình mạnh nha. Giúp mình mạnh tiền ra chắc thương nó cũng to thiệt, nhưng mà chân nhiều cái trường hợp á mình bán nó không có xứng mình là thằng Rìu Yuga nha mọi người. Đấy, gì đây? Ngủ này, Van Heo giờ này phế rồi nè. Bỏ đi Gil Bob, tập miếng lên này, ăn cho mình này, gõ. Rồi lên luôn nha mọi người. Thằng Nagarok này, mình đi lên. Nagarok lên đây, Nagarok ơi. Ăn luôn này. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem mấy clip của mình nha. Mọi người thấy 200 và xin 1 like, 1 đăng ký kênh nha. Bye bye anh em.